Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2020. Hiện tại thì mình đang ở một nơi rất là xa này. Bốn bề tứ phía đều là núi này. Phong cảnh thiên nhiên thì rất đẹp. Ở đây trước đây cái chỗ này là cái rừng này ấy, cái lần này là cái xứ sở Trà Mào anh em nhé. Tính cả nghìn cả vạn con chứ không phải vài con đâu. Nhưng vào đây bây giờ đây mồi nó hót khô hết rọng. Gặp có đúng hai em nhưng mà không chịu bám. Đây ở đây cái khu rừng này người ta làm nhà ở đây này. Làm cái lán đây này. Phong cảnh này rất là hùng vĩ. Mình vào đây lần này lần thứ 3, thứ 4 rồi. Nhưng mà bây giờ mới có dịp đi khám phá khắp núi, khắp cái lần này. Cái chỗ này nếu mà lụt thì là ngập hết nhá. Cái này nó như là một cái ruộng ấy. Hiện tại mình đang vì đi về cái phía hướng này xem là có em bổi nào không. Kia có một đàn trâu này, đàn trâu dưới cái... Đó, đàn trâu này. Lát nữa mình sẽ đi qua bên phía đấy, đấy kìa, đàn trâu kìa, đang nằm. Lần rất là rộng. Không có tiếng một con trào mào nào mới lạ như vậy. Đây, đây là giọng trào mào núi anh em nhá. Trào mào núi này không tính. Với đằng phía bên này thì hy vọng là cũng được gặp được em nào thì hay. Ở đây lúc hè vào đây thì còn rất nhiều, năm ngoái tức là vào năm ngoái gần Tết vào đây rất nhiều. Kia kìa, đấy đấy có một cả một cây gạo đang nở hoa rất đẹp. Trước Tết vào đây còn rất nhiều chim nhá. Nhưng bây giờ nhiều anh em người ta lấy cái lưới về quây. Là lấy hết cả mẹ, cả con, cả cháu chít hết luôn. Là bây giờ hết chim. À, có giọng một con ở đâu đó, nhưng mà mái như vậy. À, có rồi, đúng rồi. Nhưng không biết là tít đâu. Nhà như nhà hoang này. Có một em hót đâu đây nhưng mà giọng không được. Không được hay. Vào đây không có chim hơi mất công tí nhưng mà được cái là khám phá cảnh thiên nhiên rất là đẹp anh em. À kia 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 có một cặp rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi rồi. Đó. À ok. Ở đây có một cặp anh em nhá, vừa bay kia. Bây giờ hiện tại để mình treo chim cái xem có hiệu quả gì không. Các em nó có giao lưu với nhau hay không? Bình thường thấy chim mồi thì chim bổi phải bay về để dọa, nhưng mà bây giờ thấy chim mồi thì chim bổi là phải chạy, bởi vì hình như đấy là một kế sách cuối cùng của Tôn Tử là chạy thoát thân. Rồi, chào anh em nhá, mình đi thu phục hai em nó đây, bye bye.